Tính bao lâu mới có được đứa, một ngày đẻ đứa vô cái Việt Nam này mấy triệu vô, mấy người vô. Ừ. Nó ngọt thiếu điều em tới cuối họng còn ngọt. Không, ăn bánh ngọt tôi sẽ đẻ ra con trai. Nếu ăn chua mới đẻ ra con gái. Quá rồi vậy. Nghĩ vậy. Bầu nó quấn cái đồ vô vậy thì mới mốt nó có con thì sao trời. Bầu nó nhầm người ta nói nó ngọt. Ngon đến nỗi mà bây giờ tôi không thèm đồ ngọt nữa. Tức gì. Anh cũng mất ít thôi, đừng tặng nhiều quá. Về tội nghiệp cái bà bán tặng quá dưới. Mới mình không buôn bán gì nữa. Bà ấy ẩm riết rồi bà dẹp luôn. Bà còn chồng già rồi mấy đứa cháu ngoại cháu nội nữa. Ở nuôi cái nhà gần ở đây không tôi xịt bà cho. Xịt cái gì? Xịt chứ. Lộn. Xịt nó hơi thô. Không. Tức nhất như là gì mà. Cái đó là điều tốt đẹp nhất mà làm cho thế giới này trở nên xanh đẹp hơn. Cũng góp phần làm cho tôi cảm giác thấy an tâm hơn. Đừng tặng nhiều nữa cũng tội nghiệp mấy. Ăn. Ăn cái này. Không có bỏ cái con mực lại. Nó ngọt á, nó ngọt cái say luôn á trời. Ngọt đến đâu rồi tôi phải nhín nhằm nhít nhíu để đổ ăn vậy. Phải ra con. Nhưng mà mệt quá, nó hỏi nó thiệt luôn á. Nó ngán dữ lắm, ngán luôn. Nãy giờ cố gắng ăn lắm rồi á. Nhưng mà ăn được chỉ có 2 cái rồi. Mà tướng tôi thì ổng nhắc nữa, tướng Thắng cũng ổng nhắc nữa đâu, ăn ngọt nhiều nữa. Cho nên, chị phải dùng nha. Như vậy đủ rồi. Cứ mỗi lần trước khi... Mở con, tôi bị mở con máu. À.